Cảm ơn, xin mến chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Chào mừng quý ông bà, cô chú, anh chị đã quay trở lại với nội dung mới trên kênh Bạn Em. Hôm nay thì cháu Lực lại tiếp tục là lên trên nhà của em Quân 14 tuổi. Có một chút cô bác ạ. Thứ nhất là đi vào thăm em Quân. Và thứ hai thì cháu Lực muốn chia sẻ là cái thước phim này lên để cho tất cả quý cô bác là cùng hiểu về cái truyền thống mà cái tang lễ của người dân tộc Nùng thì sẽ xảy ra như thế nào. Thì cũng được rất là nhiều cô bác gọi điện cho cháu Lực và muốn là cháu Lực chia sẻ những cái hình ảnh nó lên. Thì hôm nay cháu Lực sẽ chia sẻ những cái hình ảnh nó lên, thì rất là mong quý cô bác anh chị là sẽ thông cảm cho cháu Lực. Còn bây giờ thì xin mời tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị là cùng theo dõi hết video ạ. Đường của nhà em Quân này cô bác thì một cái đường mà đi xuống nhỏ nhỏ thôi. Mấy hôm nay thì thời gian này thì mưa khá là nhiều. Thì ống nước này thì sẽ là được nhà em Quân là lấy về để chắc là để là rửa chân tay để lấy cô bác ạ. Nói hôm nay là một cái ngày mà đối với em Quân khá là đáng buồn rồi cô bác. Một ngày mà đưa người bố mình đi về với nơi cuối bang, và nhưng nữa là ông bà cụ là gọi là kẻ đầu bạc mà tiến cái kẻ đầu xanh cô bác. Cái cảnh thì rất là thương hai ông bà luôn cô bác. Ông bà thì năm nay đã 77 tuổi rồi, không còn là cái khả năng để mà lao động mà nhiều nữa. Ở nhà thì chỉ có hộ là em Quân là đi lấy được cỏ này, đi chăn trâu thôi, chăn bò thôi. Còn rất là may hôm nay là trời còn nắng, không có mưa. Nếu mà trời mưa thì mọi việc ở dưới nhà em Quân thì làm rất là khó khăn luôn. Chúng được có thể là nhìn thấy từ xa là rất là đông người luôn các bác ạ. Như cô bác có thể thấy cái dưới kia là thấy cái giấy mà vàng má là em Quân nó bật của cháu Lực làm để cho người bố gì đấy cô bác. Còn em Quân thì đang ở dưới kia rồi, hôm nay thì chắc là em Quân khá là bận và nhiều công việc rồi cô bác. Một tí nữa thì cháu Lực sẽ quay cận cảnh hơn là về cái phong tục mà làm cái đám ma chay ở trên vùng cao thì nó sẽ như thế nào các bác nhá. Đây thì hôm nay cũng được các cô là chắc là đi xuống nhà Quân lăng tơi ra có nung pén đấy lắc phao ấy ra tới quán anh à. Hôm nay thì có thể nói là Lực sẽ lên chia buồn cùng em Quân cô bác ạ. Trong thời gian này thì Lực sẽ lên với em Quân là khá là nhiều. Thì sợ là sau cái cú này thì em Quân sẽ bị một cái tự kỷ là như nào đó. Cô bác là những con ngựa giấy mà được thưa các bác, như này là cái truyền thống mà mỗi lần đi vào trên nhà thì phải nhấp môi một tí rượu hay là tí gì. Cháu Lực thì không có cái tấm rượu cho nên là cháu Lực xin phép là làm một cái thủ tục tí thôi các bác. Đấy nha. Ôi, sửa lạc tôm nào lấy bình năng hay năng là gì cả. Còn như ở đây cô bác là cái phong tục mà theo chú Lực hiểu là những người nào mà đến vào trong gia đình thì gia đình sẽ lại một cái. Còn đây là em Quân này cô bác, chào Quân nhá. Em chào anh ạ.
Hôm nay thì có vẻ là nhìn em khá là buồn và khá là biểu tượng các bác. Trên cái khuôn mặt của em thì có thể là nó toát hết mồ hôi rồi. Hôm nay là sẽ là kết thúc cái ngày mà làm ma đúng không? Rồi thì cố gắng nhé. Bây giờ thì anh muốn để có hiếu một chút gì để không? Thế thì người ta không làm được không? Em ơi, răng của em làm không? Bị một căn bệnh rất là nặng cho nên là cũng ra đi thôi. Và bây giờ thì là trên Quân, trên đôi vai của em Quân một cái gánh nặng và rất là nặng này đúng không ạ? Có thể nói là rất là tội cho em Quân luôn. Và đây là cái ngôi nhà mà được làm bằng giấy. Cái mai này kia, cái đốt đi để cho bố của em Quân các bác ạ. Vừa rồi thì cháu được có hỏi cái bác mà đêm nay hầu như là sẽ không có ngủ cả đêm, đêm nay sẽ là phải gọi là cúng như là xuyên đêm luôn đúng không bác? Sáu giờ tối nay làm đến 7 giờ sáng mai ở đây thì cũng là rất là nhiều cô bác cũng có hỏi với cháu Lực bảo là cái phong tục của người Nùng mình nó sẽ hơi cổ hủ tí thôi, nhưng mà cũng có phải cô bác ở đây thì là mỗi dân tộc nó là một cái nét đẹp và một cái truyền thống riêng rồi, cho nên là những cái phong tục mà tục lệ này sẽ không có bỏ đi được. Thì rất là mong quý cô bác anh chị trên này cũng sẽ thông cảm cho người đồng bào dân tộc Nùng và chị cũng như cô bác nhé. Mình sẽ đi ra bên ngoài một chút. Đây là chúng tôi nhìn thấy là cũng khá là đông em Quân nè cô bác. Bà thì năm nay cũng đã được gần 70 tuổi rồi cô bác. Hôm nay thì có những cái ngày rất là luôn. Dáng người rất là thân thiện. Không giờ thì nó là chúng còn bà thì chia sẻ với cháu Lực là hôm nay là một cái ngày đáng lẽ ra không bao giờ nghĩ đến những cái xảy ra với mình đâu, nhưng mà do là không may thì bố của em Quân đã ra đi, và bây giờ bà không thì phải nói là người đạo bạc mà tiến những cái kẻ đạo xanh của bác, hầu như là những cái điều này thì không có ai mà muốn mà xảy ra với mình cả, rất là đáng buồn cho bà luôn các bác. Còn là đằng sau cái lực này những con mà ngựa giấy là được chắc là được họ hàng đấy mà mang về cho mình để hóa đi cho người chết. Còn là như trên này có cái này các bác này. Anh em họ hàng là mang về sau đó các bác. Xong rất là khổ luôn. Tiền mà em ai xin luôn qua tức là em nhờ cái này à? Có một người nào đấy là mang đến với gia đình mình thì gia đình mình sẽ làm một cái lạnh cảm ơn đấy.
thì bây giờ hầu như là không có biết là chuyện gì mà xảy ra với mình thôi, là làm theo với các chị này, các cô rồi cô bác, rất là tội cho em luôn. Như ở bánh mà. Cháu xin chú, xin đi, xin đi. Bác phải nói là một bé em bé mà năm nay mới có 2 tuổi thôi, rất là tội luôn. Chín đúng ạ? Không, chín á? Hả? Chín ạ? Cháu xin chú nha. Có thể nói là bé Hiếu cô bác là không có nói chuyện với cháu Lực là mấy, tại vì là cháu Lực vừa mới lên, thành ra là không có có quen với cháu Lực, cho nên là bé còn nói rất là ngại luôn. Một cái em bé em bé mà năm nay mà 2 tuổi, hôm nay thì không có biết là ngày gì mà xảy ra với mình cả cô bác. Còn là hôm nay là ngày bố của mình đã không ở với mình nữa rồi. Kể với cháu Lực đấy, mỗi lần là bé hỏi về người bố với lại người mẹ của mình là đi đâu rồi, không có thấy về. Em nói dối là bố mẹ mình thì đã đi làm rồi và để mua những cái hộp sữa về cho gia đình cô bác. Như em thì có vẻ hôm nay em ấy sẽ phải đi khá là nhiều và tiếp những cái cô bác nào mà đã mang lễ tới cho mình cô bác. Trên cái chai, trên cái pép rượu trên tay của em Quân là những cái pép rượu mà phải nói là em ấy thì không có uống rượu đâu, nhưng mà các bác hàng xóm là đến nhà của em ấy thì là làm một cái lễ gì đó nhỏ đấy để cho các chú. Em Quân thì phải là đứng ở cổng luôn thôi, là để đón là những người mà tới cho gia đình. Hôm nay thì khá là đông người đến với gia đình em đấy nhỉ. Đấy, cố gắng lên em nhé. Đấy, còn sau cái hôm nay mà em cảm thấy là cần những cái gì thì bảo với anh nhá. Tôi anh sẽ xin tất cả các bác là mạnh thường quân là trích cái số tiền quý của nhà em ra là để đưa cho em trước nhá. Lúc nào mà gặp cái khó khăn gì thì sẽ bảo với anh nhá. Rồi thì anh sẽ cùng tất cả các bác là mạnh thường quân là sẽ giúp đỡ em nhá. Hôm nay thì ông với bà thì đều ở nhà hết chứ? Đều ở nhà hết à? Ông ở nhà bên này thì đun nước. Đun nước à? Thế thì em từ sáng đến giờ thì đã ăn gì chưa? Em đấy ăn một tí thôi. Ăn một tí à? Thế như cho anh hỏi thì là cái bộ áo này thì là nó là áo của bố của mình hay là như nào? Áo may thì bây giờ bố không có, mẹ không có mới được mặc. Là mình có phải, mình là gọi là con trai cả, mình gọi là đưa tang đúng không? Rất là tội cho bé luôn cô bác. Một cái đứa bé mà năm nay mới có 12 tuổi thôi, là trên đôi vai của em thì sau hôm nay sẽ là một cái gánh nặng phải nói là rất là lớn đối với em rồi. Em thì được các bác ở trên này quan tâm thì hôm nay em muốn gửi một lời cảm ơn tới các bác không? Cảm ơn quý ông bà, cô chú, anh chị luôn quan tâm con giúp đỡ con ạ. Đây thì lại là thêm một cái thủ tục là gọi là một tí rượu thôi, là ai mà đến nhà mình thì mình sẽ cho là một tí rượu để
để biết ơn hay là gì đấy cô bác. Thì đáng lẽ ra là rất là nhiều cô bác cũng có bảo với cháu Lực là tại sao lại không có 10 nước đúng không? Nhưng mà nước thì là đến kia thì mới uống được cô bác ạ. Bây giờ thì phải là một tí rượu rượu, gọi là nhấp môi thôi. I'm gonna go get some more.
Còn đây sẽ làm một cái sợi dây mà để người con với lại các cháu của mình cầm vào là để tưởng nhớ về người bố gì đó cô bác. Còn những cái sợi chỉ kia sẽ là buộc vào một cái con vật gì đấy để đưa cho những cái người chết về dưới nơi suối vàng để người ta có những con vật mà nuôi sao cô bác. Còn cái phần ghép của bé Hiếu với lại em Quân thì sẽ buộc một cái sợi vải bằng màu trắng này. Bé Hiếu với em Khương thì sẽ mặc những cái bộ áo trắng mà nó khác hơn với lại cháu cô bác bên kia là gọi là hàng xóm của em Quân. Còn như cái bộ quần áo này sẽ là cái bộ quần áo mà chỉ dành riêng cho là người con ruột mà mặc thôi, nó sẽ đậm hơn một chút, ở những cái bộ bên kia thì nó sẽ trắng hơn một chút cô bác ạ. À.